tức là muốn giành bếp trưởng luôn vậy đúng không? No. Chuyện gì khó là có chị hay lo mà lo gì? Cái gì cho anh sao lúc mà khách đông cho anh bố đây cho làm lại. No, I can't. Cái chồng này là phải cho nó rửa lấy ra vậy các bạn, nó chóc hết. Rau vô bánh vô cho ông bà kìa con. Đẹp, bánh là đẹp rồi. Được rồi, ủa cái phong cách giống nhà Kiệt quá ta. Cái phong cách đổ nè, đổ tôm rồi. Nói chung là đổ giống như ông nội. Cái Hà đã đổ phong cách của bà nội. Vậy là bây giờ là cái Hà là theo ông nội luôn. Ủa, chăm anh chứ lộn. Phải không, con đổ ra phong cách của ông nội luôn hả? Công an với Gia Kiệt là đổi theo kiểu ông nội, còn cái Hà là đổi theo của bà nội. Mỗi đầu bếp nhí đều có một sư phụ trong truyền. Ba gì là ba gì? Ba đồ bánh xèo hả? Ốc bò. Chắc là quay bánh xèo hay đi quay em phải trang bị đi một tóc không trang quá. Người ta lâu lâu người ta biểu diễn được cái bánh xèo 50k mà. Cháy quá con. Biết rồi. Wow. Bánh xèo lửa nữa. Đó. Nãy giờ là chú Lâm chờ ở cảnh này nè. Lâu quá không thấy. Nó hồi tối mà nó đẹp. Rồi, cái này không biết là nó được hay không nha. Hello, không báo. Báo gì? Lửa nhiều quá. Đừng. Bếp thôi. Thấy bếp nhiều không? Rồi. Nè coi nè, không đổ mà. Đó, bà vậy đó. Bà chú Tịch hả? Rồi. Em luôn. Dữ rồi đó, chỗ mày không thể đắp cái gì hết chứ. Nè. Em nó mới biểu diễn có một cái mà làm gần cho nó làm lỗi rồi mà chưa ơi. Đầu tiên luôn. Cái gì con? Cái gì? Xe này rồi đúng không? Cho sao? Chỉ có lửa. Đây gia trưởng em luôn thấy không? Cho đâu? Gia trưởng em luôn đúng không? Phải lệnh chứ. Lệnh để dẹp con bé này đi qua bên chứ. Mấy cái chú. Mấy cái hả? Một cái là 35.000. Hai bánh xèo 50k. Kiệt buồn với Kiệt. Đói bụng mà. Bịch lâu hai cái đi con. Nghĩ sao lâu lâu có chú vô chú mua hai cái bánh xèo đặc biệt ông nội thấy không an toàn kêu Trâm Anh ra để cho Hà Anh đổ đâu có tin tưởng đâu. Không tin tưởng đúng rồi, không tin tưởng cái tay nghề của Trâm Anh. Trâm Anh nó không ăn gì đó, nói chung tự không ăn gì đó. Chú trước này. Chú mà cô chú xin bình dương lấy này kim cương, chú bình dương nè.
chị cái thấy buồn buồn như con chuồn chuồn. Biết là Kiệt chưa ăn cái gì nè. Đó, con Hiền nghe bé cho anh nói không? À. Một cái là nó hơi vàng thôi. À. Con tặng tặng cô Hiền vừa mua 10 cái rồi. Là bánh ngon. Bánh ngon mới được. Tặng bánh ngon mới được, đúng không? Nhưng mà chưa đẹp bánh ngon. Đó bữa nào cô Hiền đặt 10 cái tặng bánh ngon đúng không? Đúng rồi. Bữa giờ có diễn bánh xào lửa không? Đúng không? Đó là món mới của quán nha mọi người. Sao Kiệt? Kiệt ăn gì chứ Kiệt? Rồi hả? Bữa nay con ăn cái gì? Cơm hả? À, cơm trứng đúng không? Trời ơi! Bé này nó nói nè, bé lớn nè. Ba chị em cậu bé 12 tuổi 13 tuổi chứ. Đỗ bánh xèo điêu luyện ở Sài Gòn. Ủa đâu có đâu, Kiệt mới có mấy tuổi mà, chưa tới 13 mà. Kiệt 13 chứ. Con nhiêu tuổi rồi Kiệt? Cá kèo nấu canh chua. 12 hay 11 đúng rồi, 13. 12 2011. Đúng rồi. Nay 12 tuổi rồi. Ai? Kiệt á hả? Kiệt nó chỉ rồi. Để bệnh hơn, mình khói mùi đó. Đó, chuẩn đầu bếp đó. Kiệt là chuẩn đầu bếp rồi. Cứ âm thầm mà làm. Không nói gì cả. Giống như ông nội vậy. Ông nội ông lâu lâu mới kiện câu vui thôi. Ông chỉ nói đời gặp đến đời tiền lương vừa. Cái vụ đồ quyền lợi thôi. Ờ. Có Kiệt là nó không vui rồi, nó có đâu đưa gặp bạn đâu. Vậy đó hả? Kiệt là anh lãng thôi. Kiệt là gãy rồi. Mai quen nó khỏi. Chú Long với chú Hà lớn hơn chú, phải mời người lớn trước chứ sao mình xuống. Không, chú Long không ăn. Chú Long mới về ăn hủ tiếu gõ rồi, chú Hà mới về ăn hủ tiếu gõ rồi. Dạ đúng rồi, Nguyễn kia mà. Dạ. Kiệt nó không cười tiếng nào luôn mà. Trong anh nó kêu không ăn gì á. Hai mươi mốt đường Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ. Giá bánh xèo là 35k một cái. Dạ. Yeah.